Thời gian qua, lực lượng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn cơ sở, vận động được nhiều đối tượng trốn lệnh truy nã ra đầu thú. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Sau khi có quyết định thi hành án, Đoàn Thị Bình Yến sinh năm 1999, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, người bị tuyên phạt 9 tháng tù treo do phạm tội trộm cắp tài sản. Vì nợ nần, sợ chủ nợ đến nhà uy hiếp nên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố đã cử cán bộ đến vận động người thân trong gia đình, đề nghị Yến quay về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi tòa tuyên án 9 tháng tù treo, tôi sợ đi tù quá nên tôi phải bỏ nơi cư trú. Sau bị mẹ động viên, người nhà động viên, công an động viên nên tôi quay về đây đầu thú để cho thi hành án. Để vận động được nhiều đối tượng trốn truy nã về chấp hành án phạt tù, từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an thành phố đã phối hợp cùng công an các địa phương lập kế hoạch truy bắt nhiều đối tượng, trong đó thông qua người thân, gia đình, cùng hợp sức với cơ quan công an, động viên, giải thích, thuyết phục được 9 đối tượng ra đầu thú. Chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt trong vấn đề truy tìm, truy bắt. Và thực tế thì cũng đã đạt được nhiều kết quả trong công tác này, đã bắt được 9 trên 10 đối tượng truy nã. Trong đó có nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm để chấp hành án. Và qua công tác này thì chúng tôi cũng khai thác thêm nhiều thông tin liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật của các đối tượng này trong thời gian trốn chấp hành án gây ra. Thời gian tới, để công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong đó có công tác truy bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú đạt hiệu quả cao, cơ quan thực thi pháp luật rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội trong việc cung cấp nguồn tin, hợp sức vận động các đối tượng có lệnh truy nã đến cơ quan công an gần nhất để đầu thú, để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật.